Mang tiếng mai một sự nghiệp vì quẩn quanh đàn bà, Kim Lý và ông xã Lê Phương ứng xử hoàn toàn đối lập. Đối diện với ý kiến mỉa mai bỏ quên sự nghiệp vì đàn bà, ông xã Lê Phương ngó lơ thay vì đáp trả thẳng thừng như Kim Lý. Kim Lý trả treo, không thấp tùng bạn gái chẳng lẽ đi nhậu mới là đàn ông. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà bén duyên với Kim Lý. Từ khi công khai tình yêu, nữ hoàng giải trí và người tình Việt Kiều sánh đôi trên mọi cung đường của cuộc sống. Bất cứ công việc hay các cuộc vui đời thường của Hồ Ngọc Hà đều có bóng dáng Kim Lý ở bên. Với mật độ tháp tùng người yêu ngày càng dày đặc, ông trùm Hương Ga lại bị anti-fan soi mói. Họ gọi Kim Lý là phụ kiện sống của Hồ Ngọc Hà khi thấy anh xuất hiện bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi. Đối diện với lời mỉa mai, nam diễn viên Việt Kiều đã thẳng thừng đáp trả. Những đối đáp của Kim Lý với kẻ xăm soi mình đã được chính Hồ Ngọc Hà công khai với mọi người. Hồ Ngọc Hà cho biết, khi nhận được lời phán xét, rảnh quá suốt ngày tháp tùng, người tình của cô trả lời, ban ngày bận đi làm, tối rảnh không đi tháp tùng, không lẽ chơi riêng, đi nhậu mới là đàn ông bận rộn. Thấy bạn trai đáp trả cứng rắn, vợ cũ Cường Nô La bày tỏ sự hài lòng, được duyệt, còn mấy cọng kia kệ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Việt Kiều thoải mái chia sẻ niềm vui trong cuộc sống. Không chỉ giao lưu cùng những người bạn, Kim Lý cũng tích cực ủng hộ sự nghiệp kinh doanh sản phẩm làm đẹp cho chị em của bạn gái Hà Hồ. Ông xã Lê Phương im lặng và bất ngờ ra mắt cơ sở kinh doanh. Lê Phương đã tìm được hạnh phúc mới bên ông xã kém 7 tuổi Phạm Trung Kiên sau cuộc hôn nhân ồn ào với Quách Ngọc Ngoan. Dù chênh lệch tuổi tác gần một thập kỷ, nhưng cặp vợ chồng ngôi sao luôn tìm được sự đồng điệu trong hôn nhân. Không chỉ động viên nhau trong cuộc sống, Phương Kiên cũng sánh đôi tháp tùng bạn đời đi sự kiện. Hình ảnh ngọt ngào thường xuyên được cặp vợ chồng chia sẻ với mọi người. Khoảnh khắc tình cảm bên nhau của Trung Kiên Lê Phương nhận được vô số lời chúc phúc. Tuy nhiên cũng có người không hài lòng, đồng thời để lại bình luận gây chú ý. Người này cho rằng vợ Trung Kiên Phương đẹp thì có đẹp, song nam ca sĩ sẽ bị mai một tài năng vì cả ngày chỉ biết quanh quẩn vợ mà không có sản phẩm nghệ thuật nào giá trị. Đẹp có đẹp nhưng tài năng của Trung Kiên sẽ đi vào dĩ vãng, không có sản phẩm nào có giá trị cho người hâm mộ. Buồn, lúc nào cũng chỉ thấy ảnh với vợ. Người hâm mộ giọng ca của Kiên đâu cần cái đó, xem một lần là chán, người này nói thẳng. Đối diện với ý kiến trái chiều, Trung Kiên lại ngó lơ thay vì đáp trả thẳng thừng như Kim Lý. Ngay sau đó, cặp vợ chồng ngôi sao thông báo tin vui, mở cơ sở kinh doanh do ca sĩ Phạm Trung Kiên làm chủ. Hình ảnh ông chủ Trung Kiên được bà xã Lê Phương cập nhật liên tục trên trang cá nhân những ngày qua. Đây có lẽ là câu trả lời hữu hiệu cho ý kiến trái chiều hướng dĩa vào tổ ấm của cô. Lê Phương ủng hộ ông xã mở cơ sở kinh doanh mới. Hương Giang khóc lạc giọng day dứt khi để bố biết chuyện đi chuyển giới sau cùng. Khi lắng nghe câu chuyện của người tham gia chương trình, Hoa hậu Hương Giang đã rất xúc động khi nhớ về mình của quá khứ. Không chỉ là nơi để các cô gái tìm ra người đàn ông phù hợp với mình, mà chương trình này cũng chính là không gian dành cho nhiều trường hợp công khai giới tính một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Vừa qua, Người ấy là ai với sự xuất hiện của các cố vấn Hoàng Oanh, Đức Phúc, Eric đã chính thức lên sóng với người xem. Tại đây, các khán giả đã có những dịp cười no bụng với màn chào hỏi hài hước từ các khách mời. Theo đó, nữ chính Phương Anh, học trò của Mỹ Tâm đã cực sáng suốt khi đi theo giác quan của mình để chọn đúng người độc thân duy nhất của chương trình. Cô đã không hoàn toàn nghe lời các cố vấn để vô tình chọn sai người. Ngoài các chi tiết trên thì tâm điểm phần nào rơi vào trường hợp của chàng trai đầu tiên bị loại. Cụ thể anh chàng Gia Huy xuất hiện với tấm bảng màu tím và tại đây anh quyết định công khai giới tính thật của mình với ba ruột. Gia Huy tâm sự trên sóng truyền hình. Trước sự theo dõi của hàng nghìn người, với tư cách của một người con, em muốn ba em được nghe câu trả lời từ em chứ không phải từ người khác hay từ những gì ba em thấy. Ba Gia Huy xuất hiện bên con trai và có những lời bộc bạch đầy văn minh. Mình cũng đã biết từ lâu nhưng mình muốn chính con mình nói ra chuyện này. Khoảnh khắc xúc động này của hai ba con đã khiến mọi người tại trường quay và đặc biệt là Hương Giang không kìm được nước mắt. Cô nhớ đến mình ở quá khứ cũng từng rất khó khăn khi công khai với ba. Thật ra nó rất khó chia sẻ. Với em nổi tiếng xong gia đình em mới biết, bố em là người biết sau cùng. Cảm giác đó với một người con rất dây dứt và người bố khi biết sau, mọi người cũng rất tệ. Nhưng ngày hôm nay anh quá dũng cảm khi đến đây cùng con, bỏ qua sĩ diện của người đàn ông bước lên đây để lắng nghe những điều này. Hương Giang không thể giấu được giọt nước mắt khi nhớ đến chuyện cũ, cô vừa nói lại vừa nghẹn ngào. Gia Huy tiếp tục xin lỗi ba. Con xin lỗi vì đã đợi đến thời điểm này con mới nói. Cũng xin lỗi vì con không thể cho ba một người con dâu. Nhưng con cũng muốn nói. Con luôn trân trọng sự đổ vỡ của ba mẹ. Con không giận và mong ba mẹ sẽ hạnh phúc với lựa chọn mới của mình. Một trong những điểm cộng của Người ấy là ai chính là chấp nhận sự khác biệt.
Các cố vấn đến đây cũng luôn đưa ra lời khuyên và động viên những trường hợp như thế này. Họ giúp cho những người đồng tính cảm thấy mình vẫn được coi trọng trong xã hội hiện đại. Ba cặp sao Nam Việt bằng tuổi mà như chú cháu, Hoài Linh, Lý Hải chưa phải chênh lệch nhất. Nhiều người sẽ phải bất ngờ khi biết những ngôi sao này lại bằng tuổi nhau. Đan Trường và Xuân Bắc 43 tuổi. Thánh hắc tuổi của làng giải trí Việt phải kể đến Đan Trường. Nam ca sĩ từ thuở chập chững vào nghề ca hát đến nay đã hơn 20 năm, nhưng ngoại hình cứ trẻ mãi không già của Đan Trường khiến công chúng phải suýt xoa. Trong showbiz, nam nghệ sĩ cùng sinh năm 1976 có danh hài Xuân Bắc đều khó có thể thắng thế trước nhan sắc không tuổi của nam ca sĩ Đan Trường. Ở tuổi 43, nam ca sĩ Đan Trường vẫn sở hữu vóc dáng chuẩn, phong cách thời trang trẻ trung. Nam ca sĩ sử dụng toàn bộ hàng hiệu từ quần áo, phụ kiện, giá chục triệu đổ lên. Không thể sánh được vẻ ngoài với Đan Trường, nhưng danh hài Xuân Bắc lại có một suy nghĩ tâm hồn khá trẻ trung. Anh luôn gây ấn tượng với khán giả bởi sự hài hước nhí nhảnh của mình. Tuy nhiên, so với tuổi 43, Xuân Bắc không thể gọi là già. Anh thường chọn cho mình bộ đồ với gam màu nổi khiến anh trẻ hơn rất nhiều. Hoài Linh, Lý Hải, 50 tuổi. Cả hai nghệ sĩ Hoài Linh, Lý Hải đều có lượng người hâm mộ đông đảo nhờ tài năng, cách ứng xử, cùng cuộc sống giản dị không chiêu trò scandal. Ngoài những điều đó ra, Hoài Linh, Lý Hải còn gặp nhau ở một điểm chung, chính là việc hai nghệ sĩ nam đều sinh năm 1969, trong khi danh hài Hoài Linh trong đúng tuổi thì không mấy ai tin Lý Hải đã chạm mốc 50 tuổi. Ngoài việc được sở hữu gương mặt lão hóa ngược, thì cách ăn mặc cũng góp phần giúp nam ca sĩ trọn đời bên em trông trẻ trung hơn đồng nghiệp. Lý Hải Minh Hà là đôi vợ chồng xứng đôi nhất nhì trong làng showbiz Việt. Dù đã có bốn nhóc tỳ, nhưng vẻ đẹp của cặp đôi Lý Hải Minh Hà vẫn như đôi vợ chồng son mới cưới. Hoài Linh có phần già hơn khi so sánh ngoại hình với những đồng nghiệp cùng tuổi. Tuy nhiên, anh luôn gây ấn tượng đến khán giả bằng lối diễn xuất hài hước rất đặc biệt. Nhiều khán giả cho rằng do Hoài Linh tất bật chạy show, ăn uống không đầy đủ, mà thân hình anh càng ngày càng gầy gò ốm yếu. Chính vì vậy, trông anh già hơn so với các đồng nghiệp cùng trang lứa. Hồ Hoài Anh, Hứa Vĩ Văn, 40 tuổi. Cùng sinh năm 1979, hai quý ông cực phẩm của làng giải trí Việt là Hồ Hoài Anh, Hứa Vĩ Văn đều được khen ngợi vì vẻ ngoài nam tính lịch lãm. Tuy nhiên, nếu xét kỹ về ngoại hình thì nam diễn viên Hứa Vĩ Văn nhỉnh hơn hẳn ông xã Lưu Hương Giang. Khán giả gọi diễn viên Hứa Vĩ Văn là soái ca, anh sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn, gu thời trang tinh tế. Không chê được điểm nào nam diễn viên này, phong cách khá đa dạng từ tối giản lịch thiệp cho đến thời thượng sang trọng. Cho nên đến gần 40 tuổi anh vẫn chưa tìm được cho mình một cô vợ ưng ý. Còn về quý ông Hồ Hoài Anh đã lập gia đình, lép vế một chút trước quý ông độc thân Hứa Vĩ Văn về độ soái ca. Tuy nhiên, anh vẫn được đánh giá là quý ông lịch thiệp bảnh bao, sánh vai bên cô vợ Lưu Hương Giang xứng đáng. Tranh nhau làm bà mối mà tình duyên lại éo le, nam thư còn trẻ đã lận đận Cát Tường còn thương hơn. Mai mối thành công cho hàng trăm đôi, nhưng đường tình duyên của bà mối Cát Tường và nam thư lại rất lận đận. Mấy ngày gần đây, dư luận đang xôn xao chuyện nam thư thay thế Cát Tường dẫn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hầu như ai cũng chê nam thư và mong muốn Cát Tường trở lại với vai trò bà mối. Bạn Muốn Hẹn Hò là một trong những chương trình nhận được nhiều quan tâm từ khán giả. Phát sóng từ năm 2013, chương trình hẹn hò này đã xe duyên được cho gần 500 cặp đôi, làm bà mối mắt tay, xe duyên cho nhiều cặp đôi. Nhưng đường tình duyên của chính Cát Tường lại khá lận đận, và cả bà mối mới là nam thư cũng vậy, chưa có gì khởi sắc hơn. Nam thư, người thay thế Cát Tường dẫn chương trình hẹn hò, có đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Nam thư là một diễn viên hài thu hút nhiều ánh nhìn từ khán giả bởi nét duyên trên khuôn mặt, cùng với những vai diễn bá đạo. Cô được xem là mỹ nhân sexy nhất và cũng là nữ diễn viên khùng điên nhất làng hài Việt. Nam thư còn được nhiều người biết đến với danh hiệu kiều nữ làng hài nhờ nhan sắc nổi bật, sắc nét trời phú. Những khán giả yêu mến nữ diễn viên hài đều biết đến chuyện tình hơn 6 năm giữa chị và đồng nghiệp Quách Ngọc Tuyên. Nam Thư và Quách Ngọc Tuyên từng gây sốt khi hôn nhau trên truyền hình. Cả hai vẫn rất thương nhau nhưng không tính tới chuyện quay lại. Trong hơn 6 năm yêu nhau, hai người chưa từng gây gổ. Cũng không ai làm điều gì sai trái, vậy mà lại đường ai nấy đi. Quách Ngọc Tuyên từng nói về tình yêu với Nam Thư. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao hai đứa chia tay. Chỉ có một điều, thời gian hai đứa sắp phô thì công việc không suôn sẻ. Tách nhau ra đứa nào cũng đắc xô. Chúng tôi yêu nhau hơn 6 năm nhưng lại chia tay nhau trong vòng vài phút đồng hồ. Lần ấy tôi gọi điện cho Thư nói, anh thấy em với anh làm sao ấy, Thư bảo em cũng thấy kỳ kỳ, vậy chúng ta thôi ha. Sau này Quách Ngọc Tuyên có thời gian quen người khác, Nam Thư cũng yêu một người trong nghề, nhưng cuộc tình đều không dài. Sau mối tình 6 năm với Quách Ngọc Tuyên, Nam Thư kín tiếng hơn với truyền thông. Nữ diễn viên cho biết,
Bản thân cô đã từng phải lựa chọn giữa hôn nhân và sự nghiệp, và cuối cùng cô đã chọn sự nghiệp. Chính vì thế, dù tính hài hước, vui vẻ, luôn chọc cười mọi người xung quanh, nhưng khi nhắc đến chuyện tình yêu, Nam Thư trở nên lặng lẽ, bởi hiện tại cô vẫn đang lẻ bóng tập trung vào sự nghiệp. Cát Tường là một cái tên được chú ý vào những năm 2000. Vậy nhưng trong lúc sự nghiệp thênh thang, Cát Tường lại quyết định lấy chồng, chấp nhận bỏ nghề để về quê làm công việc không liên quan gì đến nghệ thuật. Hạnh phúc tưởng chừng sẽ vẹn nguyên khi Cát Tường sinh ra con gái đầu lòng. Ấy vậy mà Cát Tường lại ly hôn khiến nhiều người sốc. Gia đình tan vỡ, sự nghiệp bắt đầu xuống dốc. Cát Tường âm thầm tìm cách quay lại với nghề ca hát, nhưng suốt 5 năm vắng bóng, thị trường giải trí đã có những thay đổi bất ngờ. Cát Tường ra album và bị thất bại thê thảm. Chỉ loay hoay giữa dòng người tấp nập ngược xuôi của Sài Gòn, rồi nhiều lần bỏ cuộc vì không chịu nổi áp lực. Vậy nhưng cơ hội một lần nữa đến với Cát Tường khi chị từng bước trở lại đóng phim làm MC, và chỉ đến khi đảm nhận vai trò hot cùng Quyền Linh trong Bạn Muốn Hẹn Hò, Cát Tường mới được khán giả mở lòng đón nhận. Với Cát Tường, Bạn Muốn Hẹn Hò chẳng những là nơi giúp chị có miếng cơm, mà quan trọng hơn cả, chương trình này còn mang đến niềm vui, nguồn động lực sau chuỗi ngày dài chìm trong nước mắt, đồng thời cùng nhỡ số tiền đó mà chị mới có đủ điều kiện để con đi du học. Sau hơn 10 năm ly hôn, Cát Tường tìm lại tình yêu với bạn trai siêu mẫu Minh Thành, kém cô 13 tuổi. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến, nhưng Cát Tường thừa nhận đã chia tay bạn trai sau 2 năm hẹn hò. Nhìn lại chuyện tình cảm của mình, nữ diễn viên cho rằng khá lông đông trắc trở. Sau khi chia tay chồng 15 năm, Cát Tường có nhiều người theo đuổi. Chị kể có mối tình 2-3 năm, có mối tình vài tháng, nhưng đều kết thúc trước khi nghĩ đến hôn nhân. Có một thời gian cô tiếu tiết bên tình trẻ. Ai cũng chúc phúc Cát Tường, nhưng cuối cùng lại đường ai nấy đi.